Như quý bà con đang thấy trên màn hình, đây là mô hình nuôi giòn bán hoang dã, bán công nghiệp, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Đây là mô hình rất sáng tạo và đem lại hiệu quả cao nhất của hợp tác xã chăn nuôi nhân giống và bảo tồn động vật ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay, Nông Lâm.net sẽ cùng anh Lê Văn Lâm ở hợp tác xã chăn nuôi nhân giống và bảo tồn động vật sẽ chia sẻ đến bà con cách làm chuồng nuôi giòn bán hoang dã, cách chăn nuôi và chăm sóc đàn giòn nuôi bán hoang dã để bà con tham khảo và áp dụng. Ngoài chăn nuôi và nhân giống con giòn thì hợp tác xã của anh Lâm còn nhân giống và cung cấp các loại giống chất lượng như chồn hương, cày vòi mốc, dúi mốc đại Trung Quốc và dúi má đào Thái Lan. Thưa bà con giòn có một đặc tính rất hay, đó là sống chung với nhau rất hòa thuận. Ở trong tự nhiên, chúng thường sống bầy đàn với nhau, nên khi nuôi thuần, chúng ta có thể nuôi theo kiểu bầy đàn như vậy. Anh Lâm cho biết, khi chăn nuôi kiểu bán hoang dã, thì đàn giòn sẽ tranh nhau ăn nên lớn rất nhanh. Anh ước tính, trung bình một con giòn mỗi tháng tăng khoảng từ 0,5 đến 0,7 kg. Chúng ta nuôi giòn bán công nghiệp tự nhiên như thế này nó rất là hay và hiệu quả. Đấy, khi mà chúng ta nuôi với số lượng lớn thì nó sẽ tranh nhau nó ăn và cái tốc độ lớn nó sẽ nhanh hơn. Theo chúng tôi ghi nhận ở đây thì một tháng chúng tôi đang nuôi nó lớn trung bình khoảng tầm 5 đến 7 lạng trên một con, và những con nào ít nhất thì nó cũng phải 3 lạng trên một con một tháng. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta cho ăn này chúng ta chia thành hai bữa, một bữa sáng là chúng ta cho ăn rau củ quả và có thể cho chuối này, rồi cho đu đủ bí đỏ, rau khoai, rau muống, rau bắp cải, những thứ gì người chúng ta ăn được là con giòn nó sử dụng nó ăn được, và nó rất hay ở cái chỗ đấy. Nên là những cái thức ăn này thì chúng ta tận dụng được những cái thức ăn mà chúng ta có thể tự trồng, tự thu mua của bà con nông dân gần ở đấy để nó giảm thiểu chi phí rủi ro. Đấy. Mà cái thứ hai đấy chính là buổi chiều. Buổi chiều ở đây là nó xếp vào cái dạng gọi là thức ăn gọi như là buổi tối. Thì những thức ăn đấy thì chúng ta có thể cho ăn rất là hay ở cái chỗ. Có 3 chế độ thức ăn mà chúng ta nên áp dụng. Thứ nhất, đấy chính là nấu cháo gạo và chúng ta trộn thêm cám công nghiệp. Đấy, chúng ta quấy đặc lại cho ăn. Thứ hai, đấy chính là chúng ta cho ăn cám viên trộn với cơm, với ngô bột. Và cái thứ ba là chúng ta cho ăn cám viên không, tức là mình cám viên. Đấy. Để chăn nuôi giòn bán hoang dã như mô hình này thì bà con cần lưu ý về hai điều kiện sau. Một là diện tích chăn nuôi, hai là số lượng giòn trong chuồng nuôi. Theo anh Lâm, diện tích chăn nuôi cần đạt từ 20 đến 30 mét vuông trở lên. Với diện tích này thì nuôi được từ 50 đến 70 con giòn. Để chúng ta áp dụng được cái mô hình nuôi giòn giống theo kiểu tập trung và bán công nghiệp kiểu tự nhiên, và thì chúng ta phải có một cái mô hình, đấy chính là cái chuồng trại theo cái kiểu gọi là nó rộng, và cái kích thước của nó phải đạt được từ 20 đến 30 mét vuông đổ lên, và chúng ta không nên làm bé quá. Làm bé quá thì nó sẽ hơi bé, mà làm to quá thì chúng ta sử dụng không hết cái không gian, và chúng ta chỉ dùng cho cái chuồng trại nuôi được khoảng từ 50 đến khoảng tầm 70 con một chuồng thôi. Chúng ta không nên nuôi nhiều quá, và nếu chúng ta làm bé quá thì nuôi nó sẽ tốn diện tích. Và sau đây thì bà con có thể nhìn qua tại cái mô hình của chúng tôi. Khi mà con giòn nó đi lại được nhiều thì cái con giòn bé này nó sẽ rất là khỏe mạnh. Và trong cái quá trình như thế chúng tôi sẽ phát hiện ra được những con nào là những con nó không nhanh nhạy và nó sẽ không đạt tiêu chuẩn làm giống, để chúng tách ra những cái chuồng nuôi thịt. Và nếu bà con nuôi thịt ấy thì chúng ta áp dụng cái mô hình nuôi bán tập trung như thế này cũng rất là tốt. Và khi mà chúng ta nuôi như thế này thì con giòn nó thịt nó sẽ rất nhanh lớn và nó sẽ săn chắc thịt, và cái thịt nó sẽ thuộc vào cái hàng đặc sản và nó sẽ được mọi người và các người buôn thương lái họ sẽ đón nhận nhiều hơn khi đến cái trại của chúng ta để bắt giòn. Con giòn ở trong tự nhiên rất hay leo trèo và thường sống trong môi trường mát mẻ. Chính vì vậy, trong chuồng nuôi giòn bán hoang dã của hợp tác xã chăn nuôi nhân giống và bảo tồn động vật được thiết kế 3 tầng sàn và cầu thang cho giòn leo trèo lên. Bên cạnh đó, xung quanh chuồng trại có căng lưới đen để giảm nhiệt độ mùa nóng. Chuồng trại theo kiểu bán tự nhiên này là cái con giòn ấy, trong tự nhiên của nó rất thích leo trèo và sống ở cái chỗ cao ráo nhưng phải mát mẻ. Mà con nhớ là chuồng trại chúng ta nên chống nóng để chúng ta giảm bớt cái nguy cơ nó tạo lên nhiệt độ quá cao trong chuồng, nó gây sốc nhiệt cho con giòn. Tốt nhất là nhiệt độ nó dưới 35 độ và độ ẩm của nó
càng cao càng tốt về mùa hè. Tức là khi chúng ta sử dụng cái nhiệt độ vào mùa hè nó rơi vào khoảng tầm 80 đến 85 đến 90% là tốt nhất. Vì nhiệt độ càng cao nó sẽ tạo cái độ mát rất tốt. Và cái chuồng của bà con nên làm cách sàn mặt đất, tức là khi chúng tôi sử dụng cái vật liệu tự nhiên đấy là cây gỗ. Trên cây gỗ tự nhiên rất là nhiều. Và những cái gỗ này là chúng ta sẽ làm cách mặt đất khoảng tầm 50 phân và làm thêm 3 thềm, mỗi một thềm cách nhau 5 đến 60 phân để con giòn nó có thể là không thích ở sàn này, nó ở sàn khác, và chúng ta tận dụng được cái không gian chuồng trại của nó và nó sẽ sống mật độ chuồng trại. Ví dụ như trong chỗ này nếu chúng ta nuôi một sàn là 20 con nó đã đầy rồi, nhưng mà chúng ta chia 3 sàn thì mật độ nó sẽ thưa ra, mà mật độ càng thưa thì nó sẽ giảm rủi ro ốm đau và chúng ta sẽ quan sát được cái tình trạng của con giòn tốt hơn. Và một cái điều rất là hay nữa bà con nên chú ý đấy chính là cái cầu thang của nó. Đấy, chúng tôi sẽ dùng cái loại lưới B40 hoặc lưới vuông, hoặc bà con có thể tận dụng một cái số vật liệu khác như ván gỗ chúng ta đóng bậc cho nó để chúng ta kết nối các cái sàn lại với nhau để nó lên trên này. Đấy, nó lên trên này để nó ăn và nó ngủ nghỉ ở trên này. Việc đạt được hai điều kiện về diện tích và số lượng như trên mới chỉ là điều kiện cần có để nuôi giòn bán hoang dã. Anh Lâm chia sẻ, nếu như nuôi giòn thịt thì chúng ta cần tách được cái ra nuôi riêng, con đực nuôi trong một chuồng và con cái nuôi riêng một chuồng. Đồng thời, không nên nuôi các con giòn chênh lệch nhau quá 1kg trong một chuồng. Để mà nuôi thịt thì chúng ta nuôi trong một chuồng từ 30 đến 50 con hoặc 10 con, đấy là tùy vào diện tích của chúng ta. Nhưng có một điều là khi chúng ta nuôi thịt chúng ta phải tách được con đực và con cái ra. Đấy là mỗi chuồng đực và chuồng cái là khác nhau, chúng ta không nên nuôi lẫn lộn con đực và con cái. Tránh trường hợp là khi mà con cái nó đến cái kỳ giao phối và nó sẽ tiết ra một cái chất nhờn để nó gây chú ý vào con đực và những con đực nó sẽ bu lại, nó giao phối. Tức là chuồng A chúng ta tách một đàn đực và chuồng B chúng ta tách một đàn cái để chúng ta nuôi. Cái trọng lượng nuôi là khi một con giòn nó nằm ở trong chuồng này, ví dụ như trong đấy có 30 con thì chúng ta cũng chỉ thể nuôi đấy là tối đa là lệch nhau 1kg. Tức là khi một con giòn cái ấy, nó rơi vào khoảng tầm 1kg thì chúng ta nên nuôi với cái bầy nó tối đa là 2kg. Chúng ta không nên nuôi những con trọng lượng nó to quá hoặc bé quá, chênh lệch quá nhiều trong vùng một chuồng, nó sẽ con to sẽ át con bé và không cho con bé ăn. Trên đây là giới thiệu sơ qua về mô hình nuôi giòn bán hoang dã của hợp tác xã chăn nuôi nhân giống và bảo tồn động vật ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Nông Lâm.net hy vọng rằng qua video này sẽ giúp cho bà con đã và đang muốn chăn nuôi giòn sẽ có thêm một cách nuôi giòn mới. Nếu như quý vị muốn tham quan trực tiếp mô hình hay cần tư vấn thêm, hãy liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo.